Ian với Mia Ly á. Sao vậy? Ôi giời ơi đừng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đúng rồi, thằng Mohamed Salah top 1 thì Ian phải đánh. Chuẩn luôn. Nếu mà chơi motor là xong rồi. Nhưng mà sang Tesla và Poison thì Glon không là cái gì hết. Anh em cũng nghĩ là top 1 sẽ là 4 cao. Mình nghĩ là nếu mà bọn kia là try hard thì sẽ lên đấy. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta còn 15 phút nữa thì khó. Ít nhất là gần 2 game nữa. 2 game nữa mà phải là thằng mấy thằng top 10 đánh với nhau. Trận này Yang khó đấy chứ, đâu phải dạng vừa đâu. Cái điểm khó của nó chính là cái việc mà con Manzica chơi nó đặt ngay cầu ấy, thế nên chơi đồ khó ăn lắm. Đó. Thôi xong xong. Đau lòng quá thôi. Thank you bro. My baby. Trận này ăn được 3 sao anh em, mình nghĩ là khó, không ăn được đâu. Ôi, mai giờ nó gõ kìa. Ôi, chia tay rồi. Hit map làm gì, hit map biết đâu thì thắng thì... Nhớ cái trận lúc nãy không, trận nãy là tự nhiên thắng. Cố gắng chứ, mình cứ try hard chứ, ai lại bỏ sớm lên sớm quá. Không sao, không sao. Ôi. Biết đâu trong cái thời gian đấy là chúng ta sẽ có một cái Remy Rico. Thôi nè, Chayo. Tornado. Đặt cánh đi. Oh,
Tornado! Good, 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 good. Wow. So much damage. Tornado, ở bao sao đây rồi. Yeah. One tower coming. Nhưng mà bị out cycle sớm quá anh em ạ. À, bị out cycle trong cái hai turn tiếp theo. Còn đáng tiếc. Ủa, Yan đang đánh này. Ra sẽ xem là trận này có ăn được không. Lên. Dùng tornado đi. Là bonfire không được. Chắc chắn là phải dùng bonfire để chặn họ bằng mọi giá. Còn sử dụng tornado để kết hợp với lại bao nhiêu chưa. Đấy, có hơn đam rồi. Magic chưa? Chỉ một tí thôi. Ủa, đúng là quá nhanh. Mình không nghĩ là trong cái turn vừa rồi khi mà Ray Billy anh ta lại thả một con Magic chờ ngay kiếm được một hit và bắt cho bắt Rico anh ta phải bật ABC ngay. Áo rượu thực sự Magic chờ support cho họ, support Bon Tower. Tiếp tục Miner đẩy lên. Ăn rồi. Ê, anh ta lại kia. Miner coming. Miner coming. Good tornado. Hay chưa? Đấy chưa, chúng ta bạn bỏ tiền mua trả tiền internet để xem những trận đấu như thế này chứ. Top 1 rồi à? Chắc nào. Ui, Yan top 1 này. Congratulations Yan. Trận hay quá nhỉ. Lấy top 1 để đăng clip cái coi. Ui giời, top 1 này. Hơn nhau 4 cúp nha. Premier League. Trận này là Pedro mà thắng được Premier League thì cũng không lên top 1 được. Chắc còn top 3. Vậy thì Anaban sẽ phải phút. Chúng ta thật chờ đợi Anaban 25 phút nữa anh em. Mà chúng ta sẽ kết thúc mùa giải này. Viper à? I'm not sure today, I cannot see the Viper online. So I think he's happy to hit with Russ right now. How many hours is the new season? 24 minutes. Không, chơi kiểu đấy là bọn kia report ngay. Các bạn nhớ là có một lần nó làm như vậy là nó bị report ác mà. Các bạn nhớ không? Mà làm như vậy thì bây giờ bọn kia nó sẽ ban ác ngay lập tức. Ban luôn, chắc chắn luôn. Các bạn nó chắc không làm gọi là không tắm lại hai lần trên một dòng sông đâu. Ui, active quả hay quá nhỉ. Mình đã thử rất nhiều lần rồi mình không thấy là mình không thể thành công. Ở trong đây có anh em nào thành công với cái quả mà anh Keeping Tower bằng Skeleton không? Skeleton hay là Bat hay là Spear hay là gì, con thẻ bài gì chẳng hạn mà bằng Mota ấy. Mình đã thử rất nhiều lần rồi mình còn fail rồi, không hiểu sao. Có lẽ là vẫn chưa chuẩn. Chắc chắn là chưa chuẩn rồi. Kỹ thuật này kỹ thuật khó, chắc em chưa bao giờ luôn. Man City lost à? I don't know why that they... Yeah, performance yesterday really bad. And Erling Haaland, he doesn't have any shot to
cho tận hàm. The white pepper let the Castillo move to Ben Moody. Why? Mighty Miner tránh. Ah, let's go baby, một bên kia. Không kịp nữa rồi. Phản táo làm tốt nè, hay rồi. Không, thực ra mình chả fan luôn, mình xem chả fan đội nào ấy, mình xem về cầu thủ thôi chứ mình không là fan đội nào ấy. Đến tiết gì mình xem cũng chỉ vì gọi là cái Messi thôi chứ. Xem thực ra cái câu chuyện mà cãi nhau về là ông nào bây giờ nhất, Ronaldo hay là Messi thì chúng ta cũng không cần cãi nhau nữa, bởi vì Messi người ta quá hay. Huh?
subscribe. Subscribe.